Ê các bạn ơi, bây giờ bạn Kiệt sẽ pha thử màu hồng nha. Hôm nay mình sẽ cùng bạn Kiệt sơn cái nhà này nè. Rồi bây giờ mình sẽ đổ màu đỏ vô. Màu hồng là mình pha màu đỏ với màu trắng nha. Ê bây giờ bạn Kiệt sẽ đổ màu trắng vô cái mình pha thành màu hồng nha các bạn. Rồi mình lấy cái cọ mình quậy thử đi bạn Kiệt ơi. Quậy cho nó lên coi màu hồng chưa. Wow, màu hồng lên nè các bạn ơi. Màu hồng đẹp quá. Rồi bây giờ mình sẽ pha thêm một cái màu tím nha các bạn. Mình có quá trời màu rồi, mình thiếu màu hồng với màu tím thôi. Rồi bây giờ mình sẽ pha thêm màu tím nữa. Rồi mình sẽ pha màu tím nha các bạn. Rồi quậy lên thử coi ra màu tím không bạn Kiệt. Bạn ơi đẹp quá. Đây mình sơn cái mặt trước của máy bay này nữa là xong rồi nha các bạn. Đây cho các bạn đi ngắm một vòng nha. Đẹp quá đi. Wow. Rồi một hồi mình sẽ qua mình sơn căn nhà bên kia nha. Qua căn nhà bên kia nhiều chi tiết lắm các bạn ơi. Wow xong chưa bạn Kiệt? Rồi bạn Kiệt sẽ chỉnh một xíu cho nó đều lại rồi cái là xong nha các bạn. Ai bên đây chưa đều nè bạn Kiệt ơi, bên đây còn lòi giấy ra nè. Rồi chỉnh đều lại cho nó đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ qua mình tô cái căn nhà bự nha. Đây căn nhà xe lửa nè các bạn ơi. À, các bạn ơi bây giờ bạn Kiệt sẽ sơn cái mái nhà trước nha. Đây một cái mái nhà là 7 sắc cầu vồng luôn nha. Ôi, mình sẽ sơn mỗi một hàng vậy là một màu nha các bạn. Wow, các bạn ơi, bạn Kiệt sơn được 4 màu rồi nha. Đẹp quá các bạn ơi. Đây, mình sẽ sơn màu tím nha. Sơn màu hồng. Rồi, mình lấy màu hồng mình tô nha. Mình sẽ tô một cái màu hồng. Wow, màu hồng đẹp quá các bạn ơi. Và wow, các bạn ơi, bạn Kiệt tô xong cái ngôi nhà xe lửa rồi nha. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Đây cho các bạn xem lại hai căn nhà. Ui, siêu đẹp luôn nha. Wow, đây cái mái nhà 7 sắc cầu vồng này các bạn ơi. Rồi, mở cửa ra vô được luôn nha. Còn bên đây là một chiếc máy bay. Rồi, bây giờ mình sẽ
trang trí ngôi nhà này bằng cách là đóng dấu bằng tay lên nha. Rồi bây giờ mình sẽ ấn màu đỏ lên trước nha. Ôi bây giờ sẽ ấn màu đỏ nha các bạn. Bằng tay. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Rồi chấm thử đi, chấm cửa sổ nha. Trời, không có hết bàn tay kìa bạn Kiệt ơi, đâu đẹp đâu. Thiếu màu rồi. Và các bạn ơi, màu này nó không ẩn vô, không ẩn thẳng. Thêm màu đi, thêm màu đi. Thêm màu vô. Trời ơi, thôi thêm cái đó màu hồng hả? Hết màu vàng, nó lấy hết màu xanh lá cây đi. Ừ, màu xanh lá cây đẹp kìa. Nguyên bàn tay màu xanh lá cây luôn. Đó rồi, ảnh vô. Rồi, đó có xương rồi các bạn ơi, ảnh lên thử nha. Ờ, dính lợi đi, dính lợi mới ảnh được, để nó mềm quá. Wow. Đẹp chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ ảnh màu trắng nha, lấy màu trắng đi bạn Kiệt ơi. Rồi, mình sẽ lấy một cái hũ sơn màu trắng nó đổ ở đây đi. Ờ, hết rồi hả? Thôi lấy cái cọ quẹt ra đi bạn Kiệt ơi. Lấy cái cọ này các bạn ơi. Rồi lấy cọ đó quẹt luôn nha. Rồi ảnh vô bằng tay nhiều nhiều lên. Sơn vô tay mới biết cà mát nha các bạn. Đóng dấu không vậy ta? Đây, đóng dấu vô cái cửa sổ này đây. Wow. Trời ơi, đẹp quá các bạn ơi. Đấy các bạn ơi, như vậy là cái video clip bạn Kiệt sơn hai cái ngôi nhà nha các bạn. Ngôi nhà xe lửa cầu vòng. Đẹp quá. Dạ, một bye bye đến đây là hết rồi. Hẹn các bạn giao lưu sau nha.